nhằm tăng cường trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội. Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã thường xuyên làm mới các giờ chào cờ đầu tuần thành các tiết học trải nghiệm bổ ích, thú vị, mang lại sự thích thú cho học sinh. Một giờ chào cờ đầu tuần của các em học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau phần nghi lễ, các em được tham gia ngay vào tiết học trải nghiệm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, xử lý tình huống về cách sử dụng mạng xã hội an toàn, cũng như các nguy cơ tiềm ẩn bên ngoài cổng trường. Tiết chào cờ đầu tuần vì thế đã trở thành tiết học sôi động, đầy hứng khởi và bổ ích đối với các bạn nhỏ. Khi ông tham gia cái chương trình này thì con đã thấy năng động, tự tin và mạnh dạn hơn, có nhiều kiến thức bổ ích trong chuyên đề này. Cái chương trình này, cái nội dung này nó rất là ý nghĩa, thiết thực đối với học sinh bây giờ, đã trang bị cho các em rất là nhiều kỹ năng để các em có thể phòng tránh những cái tác động của xã hội, giống như là game hay là bạo lực hay là các cái tệ nạn xã hội xâm nhập vào các em. Nhằm tăng cường kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, hiện Thanh đoàn, Hội đồng đội, Cung thiếu nhi Đà Nẵng cũng đang phối hợp với các trường tổ chức các tiết sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú thông qua các giờ chào cờ đầu tuần. Con mong muốn là có thêm nhiều buổi sinh hoạt về kỹ năng sống để tụi con có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Hiện đối với từng lứa tuổi khác nhau, các trường cũng linh động trong việc bố trí các chuyên đề phù hợp trong tiết chào cờ đầu tuần. Trong đó chú trọng đến việc định hướng kịp thời cho các em trước những vấn nạn đang trực tiếp đe dọa đến an ninh học đường và tâm lý học sinh như hiểm họa ma túy, chất kích thích, bạo lực tinh thần, lộ lọt thông tin cá nhân. Qua những buổi sinh hoạt sáng hôm nay thì em thấy rất là bổ ích và giúp cho em có thêm những kỹ năng và kiến thức để mà tránh xa những tệ nạn ma túy như thế này. Thông qua những chủ đề gần gũi, thiết thực với tâm sinh lý lứa tuổi, với các hình thức tổ chức đa dạng theo hướng gia tăng kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Những giờ chào cờ đầu tuần như thế này đã trở thành những tiết học trải nghiệm bổ ích, góp phần lan tỏa những thông điệp giáo dục có ý nghĩa, đồng thời tạo ra một khởi đầu tràn đầy năng lượng cho một tuần học tập tích cực.